còn gì dòng sông thay đổi thương kỳ con nước lên xuống có khi lũ về cầu ấy xuôi ngược vốn về tuần tra giữ vững thôn quê yên lành bên bờ là bờ là quê dòng sông là bạn cùng anh tháng ngày dòng sông con nước mới đây tình anh mãi mãi chỉ dành em thôi cánh hoa đường đi chúng tôi thì chung với bên cùng vui nhớ đời ngày đêm lặn lội với dòng sông cảnh sát đường thủy vẫn không quản gì dòng sông thay đổi đường đi con nước lên xuống có khi trên từng con đường và bao xóm vắng trên con sông quen hay trên bờ than ngày đào quê hương dầm mắt tiếng mưa thì với tháng năm ai thắp sáng phường hồng thì suốt mùa đông sương lạnh đầm vai áo trên trời sao bờ bay lại khói trắng tàu thuyền vào ra cảng biển suốt đêm ngày chúng tôi đi suốt dọc thời gian lúc mùa hoa đời đã vương trên tóc nghe vui ca khi xuân vừa tới nhịp đời trôi qua thao thức những đêm dài và những phố quen nghe tiếng nói dịu dàng qua những làng quê hương nồng hòa khói ấm trên đường xa dừng chân nghe gió hát để bằng tình yên trong tình yêu quê hương
sông thời gian trên từng con đường và bao xóm vắng, trên bờ sông quen hay trên bờ cát, ngoài đảo quê hương dâng mắt tiếng mưa rừng đi với tháng năm hai thắm sáng phượng hồng. Đi suốt mùa đông sương lạnh đầm vai áo, đứng trời sao và bay là khói trắng, tàu thuyền mạo ra cảng biển suốt đêm ngày. Chúng tôi đi suốt dọc thời gian, lúc mùa hoa đời đã vương trên thắm, mẹ em vui ca khi xuân vừa tới. Đã trôi qua thao thức những đêm dài, qua những phố quen nghe tiếng nói dịu dàng, qua những làng quê hương nồng và khói ấm, trên đường xa dừng chân nghe gió hát để lòng bình yên trong tình yêu quê hương. Nguyên lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy qua các thời kỳ, kính thưa toàn thể các đồng chí cán bộ sĩ đã nghỉ hưu, các đồng chí là thương binh, gia đình chính sách cùng toàn thể các đồng chí. Hôm nay trong không khí của những ngày đầu triển khai công tác năm 2023 của cán bộ sĩ phòng cảnh sát đường thủy, đảng ủy lãnh đạo phòng cảnh sát đường thủy tổ chức buổi tiếp xúc thân mật với các đồng chí nguyên là lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí trong ban liên lạc truyền thống cảnh sát đường thủy, các đồng chí cán bộ sĩ đã nghỉ hưu và các đồng chí thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Tới dự buổi tiếp xúc ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đơn vị, xin chào giới thiệu đồng chí thượng tá Quân Hòa, bí thư đảng ủy trường khoa. Đồng chí thượng tá Bùi Kim Long, phó trưởng phòng. Cùng các đồng chí chỉ huy của các đơn vị đội trạm của phòng cảnh sát đường thủy. Về phía khách mời, các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ, các đồng chí cán bộ sĩ đang nghỉ hưu tại đơn vị, các đồng chí là thương binh, quan liệt sĩ, đề nghị toàn thể các đồng chí nhiệt liệt chào mừng. Nội dung buổi tiếp xúc hôm nay gồm các nội dung sau: một là phát biểu chào mừng đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Toàn, bí thư đảng ủy trưởng phòng; hai là phát biểu đồng chí đại tá Phạm Thang, trưởng ban liên lạc truyền thống phòng cảnh sát đường thủy. Kính thưa các bác, các anh, các chị, kính thưa toàn thể các đồng chí, trong không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi của những ngày đầu xuân dương lịch năm 2023 và chuẩn bị đón xuân Quý Mão, thì hôm nay rất là vinh dự cho phòng cảnh sát đường thủy được đón tiếp các bác, các anh, các chị về dự tiếp xúc nhân dịp kỷ niệm chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, xin kính chúc các bác, các anh, các chị và toàn thể các đồng chí đón những năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa các bác, các anh, các chị, thưa toàn thể các đồng chí, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng quân nhân dân và truyền thống công an trên sông, nay là lực lượng sát đường thủy, trải qua hơn 60 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát đường thủy luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, mưu trí sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, kiên quyết đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa thành phố vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phòng cảnh sát đường thủy đã làm tốt chức năng tham mưu cho đảng ủy, giám đốc công an thành phố, ban an toàn giao thông thành phố trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy trong nhiều năm nay, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế ở mức thấp nhất, mỗi năm chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông, không có tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra. Ý thức giúp chấp hành luật giao thông đường thủy và nhân dân nhiều chuyển biến tích cực hơn trên các tuyến luồng giao thông cơ bản thông thoáng, đã góp phần
công nhỏ phục vụ cho sự phát triển kinh tế, du lịch, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố và cả nước trong thời kỳ phát triển. Trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã chủ động nắm tình hình, điều tra cơ bản các vụ việc vi phạm. Trong năm 2022, thì toàn đơn vị đã xử lý hơn 1.000 trường hợp, tổng phạt trên 4 tỷ đồng. Đặc biệt là ngày 27 tháng 12 năm 2022 vừa qua, giám đốc của thành phố đã quyết định mở bến thủy công an nhân dân tại trạm Bạch Đằng. Và trong năm 2023 này thì báo cáo chính là trước mắt là 2023 này xây dựng bến thủy công an nhân dân. Cái này thì đấy bác ơi, mời em. Nhiều năm rồi thì đơn vị báo cáo có nghe lại là đề xuất rất nhiều. Chưa xây dựng cái nó xóa rồi thì báo cáo chính là quyết tâm của đảng nhà phòng họ tham mưu cho xây dựng một xin ý kiến và xin điều chỉnh của các ban mèo ơi thấy anh thì tít mít khắp nơi vẫn thế lâu lắm không gặp Quyền. Tết Canh Tí đang đến gần, xin kính chúc các bác, các anh, các chị cùng toàn thể các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đồng chí Bùi Kim Long, đồng chí Phạm Song Sơn, Phó trưởng phòng. Kính thưa các đồng chí đại diện chỉ huy các đội trạm. Kính thưa các bác nguyên là lãnh đạo phòng qua các thời kỳ. Kính thưa toàn thể các bác hội viên. Thứ nhất xin thay mặt ban liên lạc, chúng ta cùng chúc mừng thành tích của cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đạt được trong năm 2022. Xin đề nghị chúng ta xin được chúc mừng. Kính thưa các đồng chí và các bác, có thể nói rằng năm 2022 bằng trách nhiệm và tình cảm, đơn vị đương nhiệm của đồng chí Toàn cũng tạo mọi điều kiện để cho ban liên lạc hoạt động. Và cái điểm nhấn của cái năm 2022 đó là các đồng chí đã tạo điều kiện cho các bác trong ban liên lạc gặp gỡ nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát đường thủy. Và các đồng chí đã tổ chức cùng với ban liên lạc để chúc thọ các bác. Và riêng buổi trưa hôm liên hoan tại nhà hàng cả, các đồng chí đã ủng hộ một toàn bộ kinh phí để các bác liên hoan chào nhau rất vui vẻ. Đấy. Và con việc tôi cũng cần phải nêu ở đây, rất cảm ơn đồng chí trưởng phòng trong ý tưởng đã tạo điều kiện để cho các bác trong ban liên lạc đi tham quan du lịch. Và riêng về kinh phí đồng chí chiêu đãi toàn bộ các bác đã đăng ký đi Sapa
và nhiều bác có mặt trong đây đã chinh phục đỉnh Ban Chinh Phong cao 3.143 mét. Trước nhất thì xin là cảm ơn các đồng chí. Kính thưa các đồng chí và toàn thể các bác hội viên, ngày 2 tháng 11 năm 2022, thể theo nguyện vọng của bốn bác, bác Nguyễn Truyền trưởng ban, bác Nguyễn Xuân Thịnh phó ban, bác Đỗ Minh tổ trưởng Hồng Bàng và bác Đào Quang Nguyễn và một bác Đào Quang Vũ ở tổ Quán Lê Trân. Và cũng ngày hôm 2 tháng 11 năm 2022 thì ban liên lạc mới cũng được kiện toàn. Chúng tôi cũng rất là tôn trọng và tiếp nhận ngay ý kiến chỉ đạo của bác Truyền về chúng tôi để làm sao hoạt động cho có chính chất là liên tục. Thì báo cáo đồng chí là các bác thì trong số 12 các bác cũng như là ban liên lạc cũ thì gồm có tôi Phạm Thang là trưởng ban, đồng chí Nguyễn Công Điển phó ban thường trực, đồng chí Tả Lan, đồng chí Trương Hồng Sơn, đồng chí Trương Hồng Sơn đâu phó ban. Ngoài ra 9 thành viên gồm có trưởng và phó của ba tổ, ông ba Lê Trân, Ngô Quyền với Hải An là một, gồm cả các bác hội viên cả tỉnh ngoài như các bác ở Nguyễn Thị Dương Kinh, Hàn Hảo, Thành Thủy Nguyên đó, Thành vào một vật tổ như thế. Chúng ta có bàn báo cáo với lại ban như thế. Và về việc này thì ban liên lạc đã có báo cáo đồng chí Toàn, chúng tôi đã có báo cáo về nhân sự và đặc biệt là kế thừa xây dựng lại cái quy chế, không phải xây dựng lại nâng tiếp những gì là phù hợp, và chúng tôi đã có quy chế thông qua tất cả các hội viên các bạn và chúng tôi đã gửi đồng chí để công trước nhất là để công chí biết, thứ hai đồng chí là phối hợp và đặc biệt là rất quan trọng là các đồng chí quan tâm để giúp cho ban liên lạc chúng tôi hoạt động. Ngày hôm nay thì được các đồng chí mời dự họp ở đây tiếp xúc ở đây thì cũng đề nghị là các hội viên chúng ta thể hiện cái trách nhiệm của mình và chung tay cùng với ban liên lạc chúng ta hoàn thành tiếp nhiệm vụ của chúng ta, đó là một cái sân chơi rất là đẹp với những chỉ đồ mà chúng ta thường xuyên gắn bó với nhau trong nhiều năm, và đặc biệt những ngày cuối năm này thì được các đồng chí lãnh đạo của đơn vị mời chúng ta gặp mặt rất là vui vẻ và để báo cáo với các đồng chí như thế. Kính thưa các đồng chí, biết rằng năm 2023 là những năm đầy thách thức và nhiều vấn đề rất là phức tạp, đòi hỏi lực lượng cảnh sát nhân dân nói chung, trong đó có lực lượng cảnh sát đường thủy. Chúng tôi tin rằng với tinh thần đoàn kết và cán bộ chiến sĩ cùng nhau thi đua, chắc chắn các đồng chí sẽ thành sẽ đạt được thành tích cao hơn năm 2022. Và cũng xin báo cáo đồng chí là cũng nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền mừng xuân mới Quý Mão năm 2023, xin kính chúc các đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo phòng của cán bộ chiến sĩ của đơn vị và các bác có mặt tại đây cùng gia đình mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin chân thành cảm ơn. Oh,
dày.